Và các em hôm nay như các em biết thì chúng ta sẽ học sang cái chuyên đề số 5 dạng số 3 về kim loại tác dụng với dung dịch muối. Kiến thức về giải điện hóa. Hôm nay thì cái buổi 46 của chúng ta học về lý thuyết điện hóa. Đây là phần kiến thức cực kỳ quan trọng, nó là nền tảng cho hầu hết cái việc mà chúng ta giải các bài tập về cô vô cơ về sau này. Nó là nền tảng của phần điện phân. Đấy, em muốn giải những bài điện phân khó và cao cấp thì em phải học được cái phần lý thuyết điện hóa. Nó là nền tảng của bài ăn mòn kim loại. Đấy. Nhá, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho ta phần này. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần một là phần phần A là lý thuyết. A là lý thuyết ạ. Thì lý thuyết thì đầu tiên chúng ta phải làm rõ với nhau về một cái định nghĩa, đấy là định nghĩa về cặp oxy hóa khử kim loại. Một là mã cặp oxy hóa khử. Đấy, mình làm rõ về cái cặp oxy hóa khử. Thế thì đầu tiên chúng ta cần phải nắm như thế này. Thứ nhất là các anh kim loại thì luôn luôn có xu hướng nhường nghe. Kim loại thì luôn có xu hướng nhường nghe. Xu hướng nhường electron. Thầy lấy ví dụ như natri thì luôn có xu hướng nhường một electron để tạo thành natri cộng. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì bởi vì kim loại luôn có xu hướng nhường nghe nên mình có thể suy ra được là khử cho O nhận, khử tăng O giảm. Vậy thì tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử. Được chưa? Để nhá. Thế còn ngược lại. Ngược lại, K trương kim loại thì số xóa của nó thì là cao rồi, nên nó luôn luôn có xu hướng là nhận e. Nhá. Thứ hai, K trương kim loại. Các bạn nhớ ghi toàn bộ lý thuyết vào vở nhá. Thì luôn có xu hướng nhận e. Thầy lấy ví dụ như là canxi 2 cộng. Sorry, thầy lấy luôn natri cộng đi. Natri cộng, xin lỗi các em. Cộng 1E thì về natri. Đúng chưa? Và mình cũng nhìn thấy rằng là vì vậy nên là natri cộng nhận 1E về natri thì số xóa của nó là số xóa giảm hay là khử tăng O giảm. Vậy suy ra tính chất đặc trưng. Đặc trưng của ca chiông kim loại. Của ca chiông kim loại là tính oxy hóa. Được chưa? Tính chất đặc trưng của ca chiông kim loại nó là tính oxy hóa. Ok. Vậy là mình thấy rằng là trong bản thể của một nguyên tố, trong bản thể của một nguyên tố, ví dụ như nguyên tố natri thì nó sẽ có Na cộng N natri. Natri không thể hiện tính khử. Na cộng thể hiện tính oxy hóa. Đúng không? Vậy thì để tiết kiệm cho đỡ phải viết hai cái quá trình này. Được chưa? Thì người ta sẽ nảy sinh ra cái cặp oxy hóa khử. Thế thì bây giờ mình sẽ có này. Tổng quát. Tổng quát đi với mọi nguyên tử kim loại đi. Thì mình sẽ có là M0. Đúng không? Nhường đi I electron để tạo thành M dương A. Thì có phải M0 này thể hiện là tính khử không? Khử tăng mà. Còn M cộng này thể hiện tính oxy hóa. Và cái anh M0 này thể hiện tính khử thì được gọi là dạng khử của nguyên tố mở. Dạng khử của nguyên tố mở. Còn Ma cộng này thể hiện tính oxy hóa thì được gọi là dạng oxy hóa của nguyên tố M. Ok chưa? Thì vì vậy nên mình sẽ có là suy ra
là dạng oxy hóa. Dạng oxy hóa trên dạng khử. Dạng oxy hóa trên dạng khử của một nguyên tố, của một nguyên tố hóa học thì nó sẽ tạo nên một cặp oxy hóa khử. Một cặp oxy hóa khử. Đấy, tổng quát ở đây nó là MN cộng MA cộng hay là cộng A trên M. Ok nhá. Chúng ta có ví dụ các cặp oxy hóa khử hay gặp. Ví dụ cặp vừa nãy mình học ạ, natri cộng trên natri, nhôm 3 cộng trên nhôm, được chưa? Đồng 2 cộng trên đồng, sắt 2 cộng trên sắt. Trong đó mình có hai cái cặp đặc biệt, đó là cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng và 2H cộng trên H2. Đúng không? Đây. Dạng oxy hóa thể hiện tính oxy hóa. Trên dạng khử thể hiện tính khử. Dạng oxy hóa thể hiện tính oxy hóa. Trên dạng khử thể hiện tính khử. Đấy, thế là mình hiểu được cái cặp oxy hóa khử. Được chưa? Đấy nhá. Là dạng oxy hóa khử. Cái phần về pin điện hóa thì chúng ta được giảm tải, chúng ta không phải học nhé. Pin điện hóa này, cấu tạo hoạt động này, tính suất điện động mình không phải học nhé. Mình sang tiếp theo phần 25 mã, là về phần dãy điện hóa. 25 mã dãy điện hóa. Thì dãy điện hóa của một kim loại là một dãy các cặp oxy hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxy hóa của ion kim loại. Định nghĩa. Một nhỏ định nghĩa. Dãy điện hóa. Của kim loại là một. Là một dãy các cặp oxy hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần thế điện cực chuẩn. Vậy ở đây có một cái cụm từ là thế điện cực chuẩn. Thì các em yên tâm ạ, cái này là thầy chỉ nói chuẩn, nó là cái định nghĩa thôi. Chứ còn cái thế điện cực chuẩn này đã được giảm tải, các em không phải học nhé. Nên yên tâm, bỏ qua, mình không cần quan tâm nó. Có nghĩa là cái nguồn gốc của việc mà sắp xếp cái thứ tự dãy điện hóa này, đó là do các thế điện cực chuẩn. Ok chưa? Ai hỏi mình biết là đây là do sắp xếp thứ tự của thế điện cực chuẩn tăng dần nhá. Hai nhỏ, mình sẽ có dãy điện hóa. Mình phải thuộc đấy ạ. Hai nhỏ, mình có dãy điện hóa. Thuộc bài ca nhá, thuộc bài ca với thầy nhá. Khi nào ba cần may áo giáp sắt nên sang phố hỏi
Cửa. Hàng. Phi. Âu. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Đấy, các bạn ghi lại vào nhá, các bạn ghi lại vào vào. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Ghi lại. Đọc thuộc cái đoạn này cho thầy nhá. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Ok chưa? Để về dạy điện thoại. Thế thì như chúng ta đã nói ở bên trên. Đấy, các bạn ghi xong chưa? Như ta nói ở bên trên. Thì các kim loại thì nó sẽ thể hiện tính khử. Đây, đây là chiều các kim loại đấy. Yên thầy xóa thì vẽ một cái đẹp hơn. Các kim loại thì thể hiện tính khử. Còn lại các anh ca chi ông kim loại thì thể hiện tính oxy hóa. Vậy đây mình có này, các kim loại này thể hiện tính khử. Các ca chi ông kim loại thì thể hiện tính oxy hóa. Vậy này, chúng ta sẽ có này. Bây giờ tính khử biến đổi từ trái sang phải như thế nào? Và tính oxy hóa biến đổi từ trái sang phải như thế nào? Đấy là điều chúng ta cần quan tâm. Đúng không? Thế giờ thầy lấy ví dụ. Thầy lấy cái này để cho chúng ta nhớ này. Ví dụ này, kali, natri, bari, canxi này, thì tác dụng với nước ở điều kiện thường. Magie muốn tác dụng với nước thì phải ở từ nhiệt độ 40 đến 50 độ C. Đúng chưa? Đấy. Đồng và thủy ngân là chắc chắn không tác dụng với nước. Thế vậy, mình dựa vào cái điều này thì mới có thể dự đoán được, mà mình sẽ biết được là tính khử của kim loại theo chiều từ trái sang phải là nó làm sao giảm dần. Các bạn nhớ nhé, tính khử theo chiều từ trái sang phải là giảm dần, là giảm dần mà ngoặc đơn mũi tên đi xuống. Thế còn tính oxy hóa thì sao? Tính oxy hóa thì ngược lại với tính khử. Tính khử mà giảm thì tính oxy hóa tăng, mà tính oxy hóa mà giảm thì tính khử tăng. Vậy ở đây tính khử giảm dần theo chiều từ trái sang phải thì tính oxy hóa sẽ làm sao? Tăng dần theo chiều từ trái sang phải. Tăng dần theo chiều từ trái sang phải. Ok chưa? Đấy, đấy là về dãy điện hóa. Thế thì cái dãy điện hóa này, mình đọc được cái dãy điện hóa này thì nó có ý nghĩa như thế nào? Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ ghi xuống bên dưới đó. Thứ nhất là theo chiều từ trái sang phải. Theo chiều từ trái sang phải. Thì thứ nhất, tính khử của kim loại giảm dần. Của kim loại giảm dần. Thứ hai, tính oxy hóa của cation kim loại thì tăng dần. Ok chưa? Đấy, thế thì vậy là cái dãy điện hóa này nó sẽ giúp chúng ta gì ạ? So sánh được. Từ đó hệ quả là sẽ giúp ta là so sánh được tính khử của kim loại và tính oxy hóa của cation kim loại. Đấy, giúp ta so sánh được tính khử của kim loại và giúp ta so sánh được tính oxy hóa của cation kim loại. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo. Phần ba la mã, ý nghĩa của dãy điện thoại nhé. Ba la mã.
ý nghĩa của dạy nhân loại. Rất quan trọng nhé, phần lý thuyết rất quan trọng. Ba la mã, ý nghĩa của dạy nhân loại. Ý nghĩa dạy điện hóa. Thế ý nghĩa dạy điện hóa là gì ạ? Thì cái ý nghĩa dạy điện hóa là nó sẽ cho chúng ta dự đoán được chiều phản ứng xảy ra giữa hai cặp ô xóa khử theo quy tắc alpha. Nha. Thứ nhất, một nhỏ là quy tắc alpha. Quy tắc alpha là quy tắc. Rồi trước khi nói về quy tắc alpha, bây giờ mình sẽ có thí nghiệm đi đã. Thí nghiệm này nói người ta hiểu về cái này đã. Thí nghiệm là mình sẽ là nhúng thanh sắt dư vào dung dịch COS4. Được chưa? Màu xanh cho tới khi phản ứng kết thúc. Tới khi phản ứng hết. Dĩ nhiên là sắt dư thì không bao giờ là sắt hết được, mà chỉ có là CO4 hết thôi. Hiện tượng ạ. Hiện tượng thí nghiệm. Thứ nhất là dung dịch COS4 bị nhạt màu xanh. Bị nhạt màu xanh. Đấy, dung dịch COS4 bị nhạt màu xanh. Thứ hai là ở trên bề mặt kim loại sắt. Bề mặt kim loại sắt có bám một lớp kim loại màu đỏ, suy ra chính là đồng. Chính là đồng. Vậy mình sẽ có phương trình hóa học để giải thích hiện tượng. Phương trình hóa học giải thích hiện tượng. Phương trình hóa học giải thích hiện tượng. Đó là Fe này cộng với lại COS4 này tạo thành FeS4 này cộng Cu này. Mình sẽ có phương trình dạng ion Fe cộng Cu2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Tại đây mình nhìn thấy đây có cặp sắt này Fe2 cộng trên Fe này. Tại đây có cặp đồng này Cu2 cộng trên Cu. Vậy là chúng ta nhìn thấy có sự xuất hiện của hai cặp oxy hóa khử. Nếu mà thầy sắp xếp đúng theo chiều dạy điện hóa thì nó sẽ là cặp sắt trước rồi đến cặp đồng sau. Và mình sẽ nhìn thấy chiều phản ứng như sau ạ. Đây các bạn lưu ý chiều phản ứng đây. Đồng 2 cộng cộng sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng. Các bạn nhìn thấy chưa? Đồng 2 cộng cộng tác dụng với sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng. Đúng theo chiều chưa? Đây. Đồng 2 cộng cộng sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng. Đấy thì cái chiều phản ứng này nó viết theo cái alpha, viết giống theo cái việc mà viết chữ alpha nên người ta gọi đó là quy tắc alpha. Được chưa? Đấy thì đấy gọi là quy tắc alpha. Quy tắc alpha là quy tắc cho phép ta dự đoán chiều phản ứng giữa hai cặp ô xóa khử. Nhá. Quy tắc alpha là quy tắc dự đoán chiều
của phản ứng oxy hóa khử. Được chưa? Giữa hai cặp oxy hóa khử nhá. Giữa hai cặp oxy hóa khử. Ok chưa? Vậy mình sẽ có tổng quát. Nếu mình có hai cặp oxy hóa khử là oxy hóa 1 trên khử 1 và oxy hóa 2 trên khử 2. Thì xét theo quy tắc alpha thì thầy sẽ có phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng là oxy hóa 2 cộng khử 1 để tạo thành oxy hóa 1 cộng khử 2. Đúng chưa các bạn? Oxy hóa 2 cộng khử 1 để tạo thành oxy hóa 1 cộng khử 2. Nhưng chưa dừng lại đấy, các bạn lưu ý với thầy. Nếu sắp xếp theo chiều từ trái sang phải, đúng, đấy, đúng chưa? Đây mình đang sắp xếp đúng. Thì tính khử nó như thế nào các em nhỉ? Tính khử giảm dần, đúng không? Tính khử giảm dần. Có nghĩa là anh khử 1 mạnh hơn anh khử 2, đúng không? Anh khử 1 mạnh hơn anh khử 2. Khử 1 mạnh hơn khử 2. Vậy thì có thể thay khử 1 là khử mạnh và khử 2 là khử yếu. Ok chưa? Tiếp tục, nếu theo chiều từ trái sang phải thì tính oxy hóa lại tăng. Tương đương với việc là anh oxy hóa 2 mạnh hơn anh oxy hóa 1. Mạnh hơn oxy hóa 1. Thế mà oxy hóa 2 lại mạnh hơn oxy hóa 1 thì tương đương với việc mình có thể thay oxy hóa 2 là oxy hóa mạnh, oxy hóa 1 là oxy hóa yếu. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vậy tại đây mình đã thấy hình thành được quy tắc alpha do thầy chứng minh. Đấy, quy tắc alpha là quy tắc mà sẽ giúp chúng ta hiểu được là cái phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử sẽ xảy ra theo chiều là chất oxy hóa mạnh nhất sẽ phản ứng với chất khử mạnh nhất, sinh ra chất oxy hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. Đấy, quy tắc alpha định nghĩa đấy. Quy tắc alpha của kim loại thì cho phép dự đoán chiều, đúng không? Phản ứng giữa sẽ giúp chúng ta xác định được phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử sẽ xảy ra theo chiều là chất oxy hóa mạnh mạnh nhất sẽ tác dụng với chất khử mạnh nhất để sinh ra chất oxy hóa và chất khử yếu hơn, để sinh ra chất oxy hóa và chất khử yếu hơn. Ok chưa? Là mình có ví dụ. Đây thầy có ví dụ. Thầy có cặp kẽm 2 cộng trên kẽm và cặp sắt 2 cộng trên sắt. Theo quy tắc alpha thì mình sẽ luôn luôn có là kẽm tác dụng với lại sắt 2 cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng sắt. Ok chưa? Tương tự như vậy, mình sẽ có cặp nhôm 3 cộng trên nhôm
và sắt 2 cộng trên sắt. Quy tắc alpha mình có nhôm tác dụng với sắt 2 cộng để tạo thành nhôm 3 cộng cộng sắt. Ok chưa? Các bạn sẽ còn nhìn thấy cặp này nữa này. Sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng và bạc cộng trên bạc. Lúc này mình không biết được cái vị trí của đằng sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng và bạc cộng trên bạc nó nằm ở đâu trong bảng tuần hoàn, trong dãy điện hóa. Đúng không ạ? Đây đây. Dãy điện hóa mình chỉ học được là như này thôi, mình chưa thấy có nhìn thấy cái cặp là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Đúng không? Thế thì bây giờ nó nằm ở đâu? Thì thầy gợi ý cho các bạn này. Đây. Cái anh thủy ngân ấy là đúng là cái vị trí của sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Nghĩa là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng nó sẽ thay cái vị trí đứng của cái anh thủy ngân. Nó sẽ thay thế. Vậy là từ nay mình đọc là khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Đến chỗ hàng đấy là mình nhớ ngay là cái vị trí hàng đấy là vị trí của cái anh cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Ok chưa các em? Các bạn hiểu chưa? Đấy, thầy sẽ giảng cái mức dễ hiểu nhất dành cho các em nhá. Thế vậy là ngay lập tức mình quay trở lại đây ạ. Thì cái phương trình này mình viết được rồi. Đây. Bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng thì tạo thành bạc cộng sắt 3 cộng. Đấy, thế là mình xác định được chiều. Đúng không? Xác định được chiều phản ứng của xoá cực nhá. Ngoài ra thì từ cái quy tắc alpha này mình cũng xác định được tính chất của các cặp ô xoá khử. Có nghĩa là từ phương trình này thì mình sẽ suy ra được đây, kẽm sẽ tính khử mạnh hơn sắt. Và sắt 2 cộng tính ô xoá mạnh hơn kẽm 2 cộng. Tương tự như vậy thì mình cũng so sánh được tính khử của anh nhôm và anh sắt. Tính khử của nhôm hơn đằng sắt và tính oxy hóa của sắt 2 cộng thì hơn thằng nhôm 3 cộng. Được chưa? Tương tự như vậy mình sẽ có tính khử của anh sắt 2 cộng thì sẽ hơn anh bạc. Và tính oxy hóa của anh bạc cộng thì chắc chắn hơn anh sắt 3 cộng. Ok chưa? Thì đấy là ý nghĩa của cái cặp ô xoá khử, ý nghĩa của dạy điện hóa. Đấy, thì chúng ta xong phần lý thuyết đây. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần bài tập ứng dụng. Rồi. Này, cho một thanh nhôm và dung dịch gồm hỗn hợp cùng các muối. Sau khi phản ứng kết thúc thì xác định thứ tự phản ứng xảy ra và thứ tự kim loại tạo thành. Đây, thầy gợi ý. Cho thanh nhôm vào dung dịch A gồm kẽm 2 cộng này, sắt 2 cộng này, đồng 2 cộng này. Yêu cầu là sau khi phản ứng kết thúc xác định thứ tự phản ứng xảy ra và thứ tự kim loại tạo thành. Thứ tự phản ứng xảy ra và thứ tự kim loại tạo thành. Thế thì đầu tiên để giải được bọn này á, thì trước hết mình phải viết được cái thứ tự của cặp ô xoá khử đã. Lúc nào mình viết được thứ tự cặp ô xoá khử đã. Khi nào ba cần mua áo, vậy thằng nhôm ba cộng đứng đầu tiên. Áo luyến giáp luyến sắt nên sang phố hỏi cửa. Đây. Được chưa? Thế giờ mình cần để ý đến những anh nào? Thứ nhất
là một thanh nhôm, về anh kim loại là nhôm. Được chưa? Và với các ca chiom kim loại kẽm 2 cộng, sắt 3 cộng, đồng 2 cộng đây và các ca chiom kim loại này. Thế thì vậy, như vậy mình nhìn là anh nhôm là anh có tính khử mạnh nhất rồi. Đúng không? Trong hội này thì anh nhôm là anh có tính khử mạnh nhất. Dựa theo cái dãy này, mình có nhôm tính khử mạnh nhất. Nhôm khử mạnh nhất. Vậy anh nào sẽ có tính hô xóa mạnh nhất? Tính khử theo chiều từ trái sang phải tính khử giảm. Theo chiều từ trái sang phải tính oxy hóa tăng. Vậy anh nào sẽ có tính hô xóa mạnh nhất? Anh nào? Đồng 2 cộng. Oxy hóa mạnh nhất. Đồng 2 cộng tính hô xóa mạnh nhất. Vậy này, oxy hóa mạnh nó sẽ phản ứng với khử mạnh. Có nghĩa là oxy hóa mạnh nhất sẽ phản ứng với khử mạnh nhất. Hay nói khác ở đây nó sẽ là gì? Đây, quy tắc alpha này. Đồng 2 cộng nó sẽ phản ứng với nhôm để tạo thành nhôm 3 cộng ở đâu. Vậy mình sẽ có phản ứng đầu tiên, phản ứng số 1. Nó sẽ là gì? Đồng nhôm, đồng nhôm Zrex sắt vụn bán đi đấy. Đồng 2 cộng cộng với nhôm để tạo thành nhôm 3 cộng cộng đồng. Đấy là phản ứng số 1. Thế thì phản ứng số 1 này sẽ xảy ra liên tục cho đến lúc nào mà đồng 2 cộng biến mất, đồng 2 cộng hết mà vẫn còn nhôm, bởi vì đề bài nó là nhôm dư. Lúc đấy sẽ nảy sinh ra phản ứng số 2. Đó là gì? Đây, tiếp tục. Anh sắt 2 cộng phản ứng với nhôm để tạo thành nhôm 3 cộng là sắt. Sắt 2 cộng cộng với nhôm để tạo thành nhôm 3 cộng cộng sắt. Thế cân bằng công trình nữa nha. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Thế phản ứng nó sẽ tiếp tục, nó tiếp tục diễn ra cho đến một lúc nào đó mà sắt 2 cộng hết, thì lúc này chỉ còn kẽm 2 cộng tác dụng với nhôm để tạo thành nhôm 3 cộng cộng kẽm. Phản ứng số 3. Kẽm 2 cộng cộng nhôm để tạo thành kẽm cộng nhôm 3 cộng. Được chưa? 2, 2, 3, 3. Vậy, đây là thứ tự xong nhé. Vậy, thứ tự kim loại tạo thành thì anh nào là anh kim loại tạo thành đầu tiên? Anh đồng. Đúng không ạ? Mình sẽ có thứ tự kim loại tạo thành. Đầu tiên anh đồng, rồi đến anh sắt, rồi đến anh kẽm. Thế nếu các bạn tinh ý đây, các bạn tinh ý đi, các bạn nhìn thấy vậy là thứ tự kim loại tạo thành thì tính khử như thế nào? Tăng hay giảm ạ? Thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng hay giảm? À, vậy chú ý, thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng. Nhớ nha các em nhé. Đấy, thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đấy là xong mấy câu số 1 thôi. Mình sang câu số 2. Lúc này lại ngược lại, cho một cái hỗn hợp kim loại gồm magie này, gồm kẽm này, gồm sắt này, gồm đồng này vào dung dịch
AgNO3 dư. Khi cái phản ứng kết thúc thì vẫn là xác định thứ tự các phản ứng xảy ra và thứ tự cation kim loại tạo thành. Vậy tương tự với một cái câu hỏi về thứ tự đấy thì chúng ta cần phải viết được các cái cặp. Thì thứ tự các cặp ô xóa khử khi nào ba cần mua magie đứng đầu tiên. Mua này. Áo giáp. Áo giáp. Kẽm tiếp theo này. Sắt. Nên sang phố hỏi cửa. Hàng. Hàng là cặp của sắt 3 cộng nha các bạn, hay quên cái cặp này lắm. Hàng là cặp của sắt 3 cộng. Á. Vậy tương tự mình sẽ có ở bên trong cái dãy này. Cái anh mà có tính khử, cái anh mà có tính ô xóa mạnh nhất, bởi vì ở đây chỉ có một anh 3 cộng thôi, nên anh có tính ô xóa mạnh nhất là 3 cộng. Được chưa? Thế còn lại cái anh mà có tính khử lớn nhất là anh ma gì? Đúng chưa? Vậy anh tính ô xóa mạnh nhất nó sẽ tác dụng với anh khử mạnh nhất. Đấy, để tạo thành phản ứng số 1. Mình sẽ có phản ứng số 1 của mình. Đó là gì? Nhôm 3 cộng tác dụng với magie. Nhôm cộng cộng với magie để tạo thành magie 2 cộng. Sorry, 3 cộng cộng bạc. Ok chưa? Đây là phản ứng số 1. Thế thì phản ứng sẽ xảy ra liên tục do 3 cộng ở đây chúng ta là cho dư mà. Nên nó sẽ liên tục cho đến lúc nào magie hết. Khi mà magie hết thì lúc này bạc cộng lại phản ứng với kẽm để tạo thành kẽm 2 cộng cộng bạc. Phản ứng số 2. Bạc cộng cộng với kẽm để tạo thành kẽm 2 cộng cộng bạc. Ok chưa? Thế phản ứng lại tiếp tục xảy ra cho đến một lúc nào đó kẽm hết. Thì lúc này bạc cộng lại cộng với sắt. Đúng không? Phản ứng số 3. Bạc cộng lại cộng với sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc. Ok chưa? Nó lại tiếp tục xảy ra cho đến một lúc nữa. Khi mà sắt hết, lúc này bạc cộng lại cộng với đồng. Bạc cộng cộng với đồng để tạo thành đồng 2 cộng cộng bạc. Ok chưa? Thì đa số các bạn là dừng tại đây thôi. Đa số các bạn dừng tại đây. Bởi vì các bạn quên mất cái sự tồn tại của cái cặp cực kỳ quan trọng. Quan trọng bậc nhất luôn. Đấy là cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Đấy. Và cuối cùng do bạc cộng vẫn dư và trong dịch có sắt 2 cộng nên bạc cộng cộng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là thứ tự xảy ra phương trình phản ứng hóa học. Và từ cái thứ tự phản ứng hóa học này xảy ra thì chúng ta cũng suy ra được thứ tự cation kim loại tạo thành. Thứ tự cation kim loại tạo thành. Đầu tiên là magie 2 cộng. Rồi đến ZN 2 cộng. Rồi đến Fe 2 cộng. Rồi đến Cu 2 cộng. Rồi cuối cùng đến Fe 3 cộng. Vậy như các bạn nhìn thấy thì tính oxy hóa ở đây đang tăng hay giảm? Nhà các bạn quan sát này. Tính oxy hóa ở đây đang tăng hay giảm? Tính oxy hóa tăng hay giảm? Suy ra. Chú ý. Thứ tự cation
Kim loại tạo thành. Tiêu xóa tăng hay giảm ạ? Tính oxy hóa tăng. Đấy, các bạn nhớ chưa? Tính oxy hóa tăng. Nhá. Nào, bây giờ mình sang câu số 3. Các bạn ghi kỹ lại đi nhá. Rất rất quan trọng. Rồi mình sang câu số 3. Bây giờ câu 3 nhẹ nhàng hơn là cho sắt tác dụng với AgNO3 dư. Xác định thứ tự phản ứng xảy ra. Và cation kim loại tạo thành dung dịch sau phản ứng. Các bạn chỉ cần comment cho thầy là cation kim loại nào tạo thành trong dung dịch sau phản ứng thôi. Đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi. Cation kim loại nào tạo thành trong dịch sau phản ứng. Cation kim loại nào? Đây, hướng dẫn nha các em nhá. Cho sắt tác dụng AgNO3 dư. Vậy mình viết được tất cả các cái cặp của sắt và tất cả các cặp của bạc này thì mình mới giải được, bởi vì mình mới học mà. Sắt thì mình sẽ có khi nào ba cần mua áo giáp sắt. Nên sang phố hỏi cửa hàng. À, đúng chưa? Vậy đầu tiên nó sẽ xảy ra phản ứng của bạc cộng cộng với sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc. Phản ứng số 1. Bạc cộng cộng với sắt để tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc. Được chưa? Thế nhưng nó sẽ phản ứng cho đến một lúc nào đó mà sắt hết. Bạc cộng vẫn dư. Thế bài nói vậy mà. Bạc cộng thì vẫn dư. Thì lúc này là lúc nó sẽ xảy ra phản ứng tiếp theo của bạc cộng cộng sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Tại vì bạc cộng cộng vẫn còn, trong dịch lệ sinh ra được sắt 2 cộng nên nó sẽ xảy ra phản ứng số 2. Bạc cộng cộng sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Ok chưa? Thế xong thứ tự nhá. Vậy mình sẽ có là cation kim loại tồn tại trong dịch sau phản ứng. Bạc cộng vẫn dư. Vậy thì chắc chắn sắt 2 cộng phải hết. Ok chưa? Vậy mình suy ra cation kim loại trong dung dịch sau phản ứng nó sẽ là sắt 3 cộng và bạc cộng. Và cũng từ đây thì chúng ta sẽ có một cái chú ý. Một cái chú ý đó là trong dung dịch nếu bạc cộng còn dư thì tương đương với chỉ tồn tại sắt 3 cộng. Bởi vì nếu mà còn sắt 2 cộng thì nó sẽ tác dụng ngay lập tức với bạc cộng. Đúng không? Để tạo thành sắt 3 cộng. Ok chưa? Đây là ghi chú của chúng ta với câu số 3. Mình sang câu số 4 đó. Cho hỗn hợp kim loại gồm đồng và sắt. Đồng sắt tác dụng với HNO3. Kết thúc phản ứng thu được chất rắn A chỉ gồm một kim loại. Chất khí không màu hóa nâu trong không khí, sản phẩm khử duy nhất chứng tỏ không có N4NO3. Vậy chất khí là gì? N không màu hóa nâu NO. Và dung dịch B
xác định thứ tự phản ứng xảy ra và xác định kim loại trong chất đấm này và ca chiêu kim loại tồn tại trong gì. Thì thứ tự phản ứng xảy ra như thế nào? Mình có nhá, HNO3 thì có xóa cực mạnh rồi, mạnh nhất. Thế chắc chắn là HNO3 đóng vai trò chất đồ sữa. Vậy bây giờ trong hai thằng đồng và thằng sắt thì thằng nào có tính khử mạnh hơn thì thằng đấy phản ứng trước, đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện chúng ta nó sẽ là thằng nào phản ứng trước? Thằng nào tính khử mạnh hơn ạ? Thằng sắt, đúng không ạ? Vậy phản ứng đầu tiên của mình sẽ là sắt tác dụng với HNO3 để tạo thành Fe NO3 3 lần cộng NO cộng H2O 1 1 1 sắt 4 2 NO3 lên. Và phản ứng số 2 là sau khi sắt phản ứng hết thì nó sẽ nảy đến thằng đồng cộng HNO3 để tạo thành Cu NO3 2 lần cộng NO cộng H2O cân bằng 3 2 3 đồng 2 nitơ cộng 6 nitơ là 8 4. Nhưng chưa dừng ở lại đấy, thì viết phương trình này để chúng ta nhìn được, để chúng ta dự đoán được là kim loại nào sẽ là kim loại tồn tại lại duy nhất. Đây, kim loại chất rắn A chỉ tồn tại một kim loại duy nhất thì chứng tỏ rằng là kim loại phải dư. Vậy thì nếu mà thằng sắt nó mà dư thì trong hỗn hợp kim loại sẽ gồm có cả sắt và đồng, vậy là loại thằng sắt. Vậy suy ra kim loại trong dịch sau phản ứng nó chỉ có thể là kim loại đồng. Đồng. Ok chưa? Và một khi đồng dư thì nó sẽ xảy ra một phản ứng số 3. Đồng dư tác dụng với Fe 3 cộng hay là FeNO3 3 lần để tạo thành Cu NO3 2 lần cộng Fe NO3 2 lần. Được không ạ? Đấy. Đây mới là phương trình rất quan trọng. Bởi vì đồng dư, đồng dư thì không thể nào đồng để cho thằng sắt 3 cộng nó loang quang một mình ở cuộc đời này được. Bởi vì mình có cặp đồng 2 cộng trên đồng sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Các em nhìn thấy chúng nó phản ứng với nhau chưa? Đúng chưa? Ok chưa? Đấy. Thế thì từ đấy chúng ta sẽ suy được một cái chú ý. Vậy là ca chi ông kim loại tồn tại trong dịch đó. Giải nốt ạ. Ca chi ông kim loại tồn tại trong dung dịch sau phản ứng nó sẽ là đồng 2 cộng và sắt 3 cộng, sắt 2 cộng. Vậy chú ý, nếu Cu hoặc Fe còn dư thì tương đương với trong dung dịch chỉ tồn tại muối sắt dương 2, không tồn tại muối sắt dương 3, bởi vì sắt dương 3 nó sẽ phản ứng với đồng hoặc phản ứng với sắt. Ok chưa? Đấy là trọn bộ những cái gì chú ý về mặt bài tập thì muốn chúng ta lưu ý ạ. Chúng ta phải ghi nhớ trong này để chúng ta phải nắm thật chắc về phần điện thoại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần bài tập trắc nghiệm. Chúng ta có 5 câu bài tập trắc nghiệm, nhẹ nhàng thôi, đơn giản thôi. Câu số 1, ion nào sau đây có tính có xóa mạnh nhất? Thì các anh mà ion có tính có xóa mạnh nhất thì mình đọc theo cái dãy điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á. Ba cộng, đúng không ạ? Câu số 2 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án gì ra nào. Câu số 2 các bạn chọn đáp án gì? Câu số 2. Rồi, mình có.
Ở câu số 2, sắp xếp các cặp ô xoá khử theo thứ tự tăng dần thì ô xoá các ion kim loại. Tăng dần nhé. Tăng dần thì ô xoá là đúng theo cái chiều giải điện hóa đấy. Khi nào? Vậy 5 phải đứng đầu tiên. 3 cần mua áo giáp sắt. Không có sắt 2 cộng. Nên sang phố. Vậy 5 phải đến 1. Đúng rồi. Hỏi. À đây đây đây. Đây khi nào 3 cần mua áo giáp sắt 5 đến 1. Nên sang phố đến 2. 5 1 2. 4 bỏ. Hỏi 5 1 2 3. Vậy 3 đây này. Bỏ C. Đáp án đúng đáp án này. Chỗ này mình phải tinh ý các em nhá. Câu số 3. Kim loại đồng tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây? Đồng tác dụng với chất nào sau đây? Thì đồng không thể nào tác dụng với magie Cl2, không tác dụng với CaCl2, cũng không tác dụng HCl. Mà đây chỉ có một phương trình duy nhất, đồng tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng mà thôi. Ok chưa? Vậy đồng tác dụng với đáp án gì? Câu 4. Kim loại không phản ứng được với dung dịch muối sắt 2 của clorua là kim loại mà không phản ứng nhá với muối sắt 2 của clorua. Thì kim loại đấy làm sao? Là nó không đứng trước sắt 2 cộng. Khi nào 3 cần muộn, vậy nó là đồng. Chứ còn nhôm đẩy được sắt, magie đẩy được sắt, kẽm đẩy được sắt, đúng không ạ? Câu 5, câu cuối cùng. Kim loại nào không phản ứng với dung dịch H4 loãng? Các em lưu ý cho thầy từ 0 nhé. Không phản ứng với dung dịch H4 loãng thì nó phải đứng sau hydro trong dãy điện loại. Khi nào 3 cần mua áo giáp sắt, vậy nó là đồng. Ok chưa? Và thầy có 15 cái câu bài tập về nhà dành cho các em, và các em nhớ chú ý là làm bài tập về nhà nhá, để mình nắm chắc cái phần lý thuyết hơn. Ok không ạ? Và buổi tới thì chúng ta sẽ học tiếp về phần chia dạng điện hóa, phần kiểu 1 và kiểu 2. Ok, buổi học hôm nay chúng ta xin phép kết thúc tại đây. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em.